Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những video thật là đẹp, tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều, mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đầu tiên mình sẽ đi chọn màu để tô cho bức tranh của mình các bạn ạ. Các bạn theo dõi quá trình tô màu nhé. Các bạn ơi, mình sẽ đi tô màu đã. À, mình sẽ đi gọn màu đã các bạn ạ. Như vậy là hoàn toàn câu hỏi của mình xong nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay và thấy đẹp thì hãy để lại cho mình một like các bạn. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tông màu nha các bạn.
Như vậy là mình đã hoàn thành xong tác phẩm tô màu của mình rồi các bạn ạ. À, các bạn thấy đẹp thì hãy cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn. Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những video thật là đẹp, tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đầu tiên mình sẽ đi chọn màu tô cho bức tranh của mình các bạn ạ. Các bạn hãy theo dõi quá trình mình đi tô màu nhé. Vậy là sản phẩm tô màu mình đã xong rồi nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thấy đẹp thì hãy để lại cho mình một lần like và một lần đăng ký kênh các bạn.